Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với No 2 Công Nghệ. Hôm nay Tùng sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn sửa cái lỗi, đó là khi các bạn bấm vào bên nguồn này của các cây máy tính, chúng ta không cần bận tâm đến cây nào mà không bật được nguồn hoặc lúc bật được lúc không. Đây là một cách đơn giản mà không hề tốn chi phí. Rất nhiều lần Tùng đã sửa lỗi này cho khách hàng và hoàn toàn free. Và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ một cách đơn giản nhất mà các bạn không mất chi phí đã. Các bạn để ý này, đây là cái phím bật nguồn của chúng ta. Cái phím này rất hay lỗi dẫn đến tình trạng không bật được nguồn. Chúng ta không thể đi đến những cái nơi để bán mà mua những cái phím được vì di chuyển sẽ rất mất thời gian. Vì vậy chúng ta sẽ tìm một cách khác đơn giản hơn, fix nó mà không mất chi phí. Khi mà cái phím của chúng ta bị lỗi thì chúng ta thấy này, đây có một cọng cáp, đây có một cọng cáp và đây có một cọng cáp nữa. Chúng ta không thể suy luận đâu là cái sợi cáp cấm nguồn thì rất đơn giản như sau. Vì có men đánh dấu, có men không và có men nằm ngoài và cũng có men nằm trong, thì chúng ta sẽ suy luận đơn giản như sau. Những cái cọng cáp của audio hay USB nó sẽ nguyên một bẹ như này và không bao giờ bị chia rẽ đơn lẻ ra như này. Các bạn nhìn chưa? Đây nhá, các bạn nhìn thấy bị xé ra chưa? Bây giờ cái việc của chúng ta là xác định đâu là cái dây kích nguồn của nó. Rất đơn giản, các bạn rút thử một dây. Đó, nếu các bạn nhìn thấy cái chữ power shift thì đây chắc chắn là cái jack kích nguồn của chúng ta. Các bạn thấy chưa? Vậy hai cái chân chúng ta vừa rút là cái chân kích nguồn. Đối diện với hai cái chân vừa rút chắc chắn là chân reset. Còn nếu các bạn rút ra thì các bạn thấy ở cái bộ này có một chân nào đó bị hụt thì hai chân gần nhất chắc chắn là hai chân kích nguồn và hai chân đối diện chắc chắn là hai chân reset. Để sửa cái lỗi, chúng ta chỉ cần làm một cái thao tác đơn giản, đó là chuyển cái jack reset sang vị trí cái jack kích nguồn là chúng ta sẽ có thể fix chắc chắn được cái lỗi lúc bật nguồn được lúc không, hoặc bật nguồn máy của chúng ta không chạy, hoặc bật nguồn máy của chúng ta ngắt. Ký hiệu của chân reset đây các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chân kích nguồn cho các bạn. Đấy, các bạn chuyển sang, cấm vào và chúng ta không cần kết nối cái nút power kích nguồn này nữa, vẫn chạy bình thường. Và bây giờ thì cái phím kích nguồn của chúng ta đây đã được chuyển dây sang cái phím reset. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phím reset này để mở nguồn cho máy tính. Vì cái phím bật nguồn này sử dụng nhiều, bấm ra bấm nhiều, nó chỉ là một công tắc và nó hỏng là chuyện hết sức bình thường. Có một cách nữa để các bạn sửa, tốn chi phí một chút, cũng có thể vài ba chục nghìn, thì mình sẽ chia sẻ một cách đơn giản sau đây. Với cái cách sau đây thì các bạn sẽ không phải đó là thay thế và cũng không phải tháo vỏ máy ra, và cái tỷ lệ thành công cũng khoảng 90%. Đó là hộp R17 các bạn phải mua vài chục nghìn. Các bạn xịt thẳng vào cái phím kích nguồn và chúng ta bật đi bật lại khoảng 10-20 lần. Ngay lập tức cái phím kích nguồn của chúng ta sẽ trở lại cái trạng thái ban đầu. Chúng ta hoàn toàn không phải tốn chi phí, chỉ mất tiền mua R17. Đây là một thủ thuật mình đã thành công rất nhiều lần trong quá trình sửa chữa máy tính. Và chúc các bạn may mắn nếu máy của các bạn không bật được nguồn, hoặc bật ngắt, hoặc lúc bật được lúc không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều.